Với mỗi chúng ta, một phút trôi qua có thể không có nhiều thay đổi. Nhưng ở thế giới Internet với khoảng hơn 5 tỷ người dùng hiện nay, những gì diễn ra trong vòng một phút quả thực khiến chúng ta bất ngờ. Theo một công bố mới nhất của chuyên trang Statista, mỗi phút trên Internet đều diễn ra vô số các hoạt động. Theo đó, trong 60 giây trên Instagram, có khoảng 695.000 lượt chia sẻ nội dung được đăng trên tính năng Stories, ứng dụng nhắn tin định đám WhatsApp và Facebook Messenger. Mỗi phút trôi qua có gần 70 triệu tin nhắn được gửi đi. Trong khoảng thời gian đó, siêu ứng dụng TikTok lại có thêm 5.000 lượt tải ứng dụng mới. Trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube có 500 giờ video được đăng tải lên. Cũng trong một phút ấy, ứng dụng Netflix có tới 28.000 người đăng ký xem phim. Và trên ứng dụng hẹn hò nổi tiếng Tinder lại có 2 triệu lượt đăng ký mới tham gia. Đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới, Internet trở thành công cụ trao đổi thông tin hiệu quả nhất. Số email được gửi đi trong một phút lên đến 197,6 triệu email. Số người tìm kiếm việc làm mới trên trang mạng xã hội LinkedIn cũng đạt con số 9.132 người dùng ứng tuyển cho một công việc nào đó. Mua sắm online có cơ hội bứt phá mạnh trên toàn cầu trong những năm gần đây. Theo một thống kê chưa chính thức, mỗi phút có khoảng $1.6 triệu dành cho chi tiêu trực tuyến. Internet dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé.